Ông là người tu sĩ đã làm thay đổi thế giới. Nhưng tại đây có một khía cạnh khác của Martin Luther, vì điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Các người đã chống lại chúng tôi giống như kẻ đã đập một vách đá bằng cọng rơm nát. Các người là những kẻ vô kỷ luật, vô cùng ngoan cố, không thể hiệp nhất hay thỏa thuận để làm bất kỳ chuyện gì. Đây sự khác biệt và cái tôi lớn trong suy nghĩ và cuộc sống. Các người dạy cho những đám đông hỗn loạn trở nên lộn xộn như những con heo. Hãy tưởng tượng cái kết mà ông nhận được sau câu nói đó. Martin Luther trở nên nổi tiếng vì những chỉ trích chống lại các đối thủ của mình, và điều đó đã gây một cú sốc khá lớn, ngay cả đối với tiêu chuẩn ngày nay, đặc biệt là khi bạn nhìn vào ông ấy như là một mục sư. Trong thực tế, khi bạn liên hệ tính cách của Luther với những cuộc tranh luận mà ông ấy bị cuốn vào trong phần cuối của cuộc đời, thật khó để biết nên làm gì với ông ấy. Làm cách nào đánh giá được một người mà những lời từ họ giúp cho chúng ta tò mò về vẻ đẹp của phúc âm, và một lúc sau lại khiến cho chúng ta cau mày. Những ai đã từng đọc về Luther hay về cuộc đời của ông biết rằng ông là một người rất cực đoan. Ví dụ về hội đồng Diet of Worm, nơi mà ông đứng trước gần như chỉ riêng mình ông chống lại cả một hàng ngũ của cả đế chế. Và nhà thờ chưa đầy 4 năm sau việc công bố 95 luận đề, từ một giáo sư đại học và tu sĩ, không ai biết đến việc đứng trong căn phòng này cùng với những người có quyền lực cao nhất trong nhà thờ và đế chế, những người có thể ném ông ra ngoài và thiêu sống ông nếu họ quyết định như vậy. Còn một sự can đảm cực lớn để có thể thực hiện điều mà Luther đã làm. Nếu bạn chưa đọc về cuộc đời của Luther, một ví dụ khác đến từ thái độ của ông đối với những người nông dân vào năm 1525. Luther đã viết một quyển sách được biết đến như một quyển sách khắc nghiệt của ông chống lại những người nông dân. Chúng ta ngưỡng mộ Luther, một Luther đã đứng trước một hội đồng, và chúng ta cũng khiếp sợ trước ông, Luther của năm 1525. Tôi nghĩ điều mà chúng ta cần hiểu dĩ nhiên cũng bởi cùng một cá tính như vậy đã giúp Luther làm một việc vĩ đại và đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng đã tạo ra điều đáng trách. Luther là một người bướng bỉnh, người rất phù hợp với những thời khắc cần sự tự tin cao nhất. Khi ông biết đó là điều đúng đắn, ông sẽ bất chấp tiến về phía trước. Và điều này đã giúp ông đứng trước hội đồng Diet of Worm khi nói rằng Philip Melanchthon sẽ không bị tan vỡ. Philip Melanchthon có một tâm hồn hiền lành, không thể bị như vậy được. Vấn đề là tính cách đó nằm ở chỗ khi những cuộc tranh cãi đi đến những kết luận không đúng hay đi lệch hướng. Sự thiệt hại sẽ cực kỳ to lớn, cũng như sự vĩ đại sẽ vô cùng ngoạn mục. Martin Luther của những ngày đầu của phong trào cải chánh đôi khi cũng mang tinh thần dung hòa khi tranh luận, nhưng lại hiếm khi nhún nhường trước phe đối lập từ Rome. Một trong những điều khó hiểu hơn đối với xã hội hiện đại ngày nay, đó là trong thế kỷ 16, không hề có bất cứ quan niệm nào về thái độ bè phái. Trong nhiều thế kỷ, có thể hầu hết là từ giai đoạn bắt đầu, hội thánh khi nghĩ về hội thánh chỉ dựa trên việc đó là hội thánh có giáo lý sai hay đúng. Thật vậy, ngày nay bạn biết tôi thuộc nhóm trưởng lão, bạn thuộc Baptist, ai đó thuộc Lutheran, và chúng ta có những điểm khác nhau. Chúng ta sẽ thậm chí xem vài điểm khác biệt đó là quan trọng, nhưng chúng ta nhìn nhận nhau đều là những cơ đốc nhân. Đó không phải là điều xảy ra xuyên suốt hầu hết lịch sử của hội thánh. Bạn hoặc thuộc về hội thánh đúng đắn, hoặc bạn là một phần của một hội thánh sai lạc. Và Luther ngay từ đầu đã vô cùng hy vọng sẽ trở thành một sự cải cách ảnh hưởng tích cực trong cách ông nhìn nhận về một hội thánh đúng đắn. Bởi vì khi nhìn nhận trở nên quá rõ ràng, thì giáo hội La Mã sẽ chẳng thèm nghe ông, sẽ chẳng cải cách đường lối mình. Kết luận của Luther là La Mã từ bản thân nó đã là một giáo hội sai lạc ngay từ lúc hình thành. Đó là lý do vì sao trong thời kỳ đầu những năm 520, Luther bắt đầu giảng về giáo hoàng là kẻ thù của Chúa. Và một lần nữa, có thể khi người trong thế kỷ 21 đọc được điều này, họ nghĩ ông đang dùng phép tu từ. Ông ấy không dùng phép tu từ. Ông tin rằng giáo hoàng là sự mặc khải về tận thế, về những kẻ thù của Chúa Giêsu trong thời kỳ cuối. Vì vậy, Luther rất nghiêm túc trong mọi điều ông ấy nói về Đức Giáo Hoàng và cả về giáo hội La Mã nữa. Và một điều thú vị, khi bạn đọc hầu hết những tác phẩm của các tác giả theo Tin Lành trong thế kỷ 16, họ không bao giờ nhắc đến giáo hội Công giáo, họ nhắc đến giáo hội La Mã
và họ tranh luận rằng chúng tôi là giáo hội Công giáo, chúng tôi là giáo hội toàn thế giới, chúng tôi hòa hợp với giáo hội của mọi thời đại. Bây giờ Luther và các nhà cải chánh giáo hội tin rằng vẫn có những cơ đốc nhân thật trong dòng giáo hội La Mã, là những người vẫn bám chặt lời kinh thánh, nhưng họ tin họ có thể nói rằng giáo hội La Mã là một giáo hội sai lạc bởi vì có những người giảng dạy chính thức đã chối bỏ kinh thánh. Và tôi cho rằng thật xứng đáng để nói ngay tại đây, khi mà chúng ta đang ở tại lễ kỷ niệm 500 năm phong trào cải chánh giáo hội, nếu Luther quay trở lại hôm nay, ông ấy cũng sẽ chẳng thay đổi quan điểm của mình về giáo hội La Mã đâu. Giáo hội La Mã về những nền tảng cũng không hề có sự thay đổi, và họ cũng chẳng giảng giải kinh thánh một cách, và họ vẫn đề cao luật pháp nhằm hủy hoại và phủ nhận giáo lý được xưng công chính chỉ bởi Đức. Đối với Luther, thần học là trung tâm điểm của mọi thứ. Ông cảm thấy mình thực sự bị xâm phạm cá nhân khi thấy Chúa bị xúc phạm theo một phương diện nào đó. Và bởi vì những bài hùng biện sắc bén nhất của ông đã được viết riêng cho tất cả những ai bóp méo hoặc từ chối sự thật về Đức Chúa Trời. Và điều này bao gồm cả những bài viết sau này về người Do Thái. Kết quả là một số người đã lên án Luther như một người chống lại Do Thái. Những người khác nhận ra rằng lời của Luther đã được Đức Quốc xã trích dẫn và sử dụng trong cuộc chiến tận diệt người Do Thái. Tuy nhiên, trong nhiều năm, Luther đã mạnh mẽ ủng hộ cho tinh thần cơ đốc nhân, mở rộng vòng tay, bày tỏ tình yêu thương, nhân từ đối với người Do Thái. Nếu chúng ta thực sự muốn giúp đỡ họ, chúng ta phải được dẫn dắt để có thể làm việc với họ, không phải bởi luật của giáo hoàng, nhưng bởi luật của tình yêu thương cơ đốc nhân. Chúng ta phải đón nhận họ một cách chân thành và cam kết để cho họ có thể mua bán và làm việc cùng chúng ta, lắng nghe sự giảng dạy cơ đốc và chứng kiến được đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Nếu vài người trong số họ có thái độ cứng lòng, điều đó có nghĩa gì? Sau tất cả, chính bản thân chúng ta không phải ai cũng là cơ đốc nhân tốt. Luther binh vực người Do Thái một cách mạnh mẽ mà chưa hề có ai vào thời điểm ấy làm điều tương tự. Thay vì xem họ như tầng lớp thứ cấp hay những người không xứng đáng được hưởng quyền con người, thì Luther mong muốn họ được đối xử với sự tôn trọng và được trao những cơ hội ngang bằng như bất kỳ một người đức nào. Tâm lý chống đối người Do Thái đã ngấm sâu vào xã hội châu Âu vào thế kỷ thứ 16. Gần như tất cả mọi người đều ghét bỏ, khinh miệt, nghi ngờ và không thích người Do Thái. Phần đầu tiên của Luther được mô tả trong bài viết của ông năm 1523. Và trong phần đó, Luther thực sự nói rằng có quá nhiều điều ưu đãi cho dân Do Thái. Việc ông nhấn mạnh tính chất Do Thái của Chúa Giê-xu và cũng ủng hộ rằng cơ đốc nhân nên tử tế với những người láng giềng Do Thái. Họ nên đến với người Do Thái để rao giảng phúc âm cho những người này. Và thực sự trong thập kỷ tiếp theo, Luther nói về những điều ưu đãi, nhiều điều ưu đãi hơn những người khác nói. Luther gần như là người kế thừa cho thuyết mạc thế cuối thời Trung Cổ, trong sự mong chờ rằng Đấng Christ sẽ trở lại mau chóng. Và ông hiểu vai trò của ông trong những điều mà ông xem như là sự hồi sinh vĩ đại vào thời kỳ cuối cùng cải chánh cơ đốc. Sự lan truyền phúc âm là khoảnh khắc cuối cùng cho Luther. Đó là điềm báo trực tiếp cho sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu. Và một trong số các điềm báo về sự tái lâm của Chúa Giê-xu là sự cải đạo của người Do Thái. Cho nên vào năm 523, Luther viết điều này trong luận văn về người Do Thái, chỉ ra rằng cơ đốc nhân phải tử tế và chào đón và là láng giềng tốt với hàng xóm, vì đó là con đường duy nhất thu hút những người hàng xóm này để truyền bá phúc âm cho họ. Nói về phúc âm cho họ để họ hối cải trở về với Chúa Giê-xu và Chúa sẽ tái lâm. Luther tin chắc rằng việc lật tẩy sự tham nhũng của giáo hoàng là chìa khóa để đem được niềm tin đến cho người Do Thái. Nhưng ông đã nhầm và không hề thấy vui khi họ liên tiếp từ chối Đấng Christ. Ông tức giận khi phát hiện ra rằng các tín hữu được khuyến khích noi theo người Do Thái, tuân giữ các điều luật trong kinh Cựu Ước. Trong mắt ông, việc này chẳng khác nào là đánh cắp quyền tự do mà người cơ đốc nhân có được trong Đấng Christ. Kết quả là một vài xuất bản sau này của ông trở nên khó đọc. Việc nhen nhóm ngọn lửa vào những nhà hội và trường học để chôn vùi và để bụi đất che lấp những gì còn sót lại, để rồi sẽ không có một người nào thấy được một hòn đá hay cục than cháy dở của chúng nữa. Tôi khuyên họ nên san bằng và phá hủy nhà của mình,
Tất cả những kinh cầu nguyện và kinh Talmudic chứa đựng những hình tượng lừa dối, sự rối xả, lời bán bỏ bấy lâu nay được dùng để dạy dỗ cũng phải bị loại bỏ đi. Những nhà dạy luật từ giờ trở đi phải bị cấm giảng dạy trên những nỗi đau mất mát sự sống hoặc tai chân. Những lời lẽ này thật khó để nghe và thật khó để nghĩ rằng chúng không hề chứa đựng những quan điểm chống Do Thái. Nhưng như vậy thì chúng ta nên hiểu về chúng như thế nào? Có chính xác không nếu xem chúng như một lời phỉ báng, phân biệt chủng tộc, hay chúng còn chứa đựng một động lực nào khác? Và chính vì vậy, Luther viết một văn bản và đó là văn bản mà mọi người bàn luận đến, viết về người Do Thái và những lời nói dối đáng khinh của họ. Và trong văn bản này Luther đuổi bắt họ. Ông không đuổi bắt họ trên phương diện chủng tộc, ông đuổi bắt họ trên phương diện thần học. Tại một thời điểm nào đó, Luther nói Melanchthon cắt bằng dao, còn tôi thì dung bằng rìu. Với Melanchthon, sự thành công của ông tại Wittenberg, chúng ta có thể thấy rằng ông chính xác như một bác sĩ phẫu thuật, các sử dụng những từ ngữ chuẩn xác và đặt đúng mục đích. Luther thì không phải như vậy. Luther cầm một chiếc rìu trong tay và ông dung ra, và mọi thứ trên đường đi của nó thì phải coi chừng. Đây không phải là lời bào chữa, nhưng đây là cách chúng ta hiểu về Luther. Và chúng ta cũng phải hiểu Luther trong bối cảnh của ông nữa. Cái điều mà mãi về sau, trong cuộc sống, Luther mới tin thật sự, đó là khi ông nhìn xung quanh và thấy ma quỷ ở khắp nơi trong thực sự dùng luật pháp nhằm cố tiêu diệt phúc âm. Vì thế, ông thấy ma quỷ đang thúc đẩy việc xưng công chính qua việc làm để phủ nhận sự công chính được thực hiện qua Chúa Giê-xu trong phúc âm. Đó là lý do vì sao ông trở nên chống đối với giáo hoàng và giáo hội La Mã một cách dữ dội. Đó là lý do vì sao ông ấy có thái độ gay gắt với những tín đồ giáo phái rửa tội. Đó là lý do vì sao ông ấy chỉ trích các luật gia, họ lúc nào cũng nói về luật pháp. Và đó là lý do ông ấy chỉ trích người Do Thái. Tất cả những nhóm này có cùng điểm chung là họ đã hiểu sai lệch luật pháp theo cách mà nó đã làm sai lệch phúc âm và phủ nhận công tác của Đấng Cứu Thế. Sách Gia Cơ có chép, nếu chúng ta tra hàm thiết và miệng ngựa để bắt chúng vâng lời thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu, dầu chúng thật lớn và bị trôi dạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ để điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng lên cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cả cái lưỡi cũng là một lửa. Trong các thi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời. Và chính nó cũng bị ngỡ điều đốt cháy. Mọi loài thú vật, chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được và đã từng bị loài người chế ngự rồi. Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi. Một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Đây chắc chắn là những lời thật từ chính miệng Luther. Đây là người đàn ông đã tuyên bố, tôi không tìm thấy điều gì thúc đẩy công việc tốt hơn là sự giận dữ. Vì mỗi khi tôi muốn sáng tác, viết lách, cầu nguyện hay giảng dạy, tôi đều phải trở nên giận dữ. Nó làm mới lại toàn bộ hệ thống trong tôi, khiến tâm thần tôi sắc bén và mọi ý nghĩ buồn chán, phiền muộn đều tan biến như một ngọn lửa. Cơn giận là người đầy tớ tuyệt vời, nhưng là ông chủ tồi tệ. Đã có đôi lần lòng sốt sắng về lẽ thật của Luther đã làm lu mờ những yếu đuối và thất bại trong ông. Lời từ lưỡi ông thiêu đốt cả thế giới với lẽ thật phúc âm. Lửa có thể vượt khỏi tầm tay. Nhắc đến Luther, John Calvin đã nói, hãy xem, Luther thật là một người vĩ đại cùng với những ân tứ tuyệt vời. Sức mạnh tinh thần và một sự quả quyết kiên định, các kỹ năng, tính hiệu quả và sức mạnh thần học, ông ấy đã sử dụng chúng và tận hiến hết mình để đánh bại chủ nghĩa chống đối Đấng Christ và rao truyền khắp nơi xa gần về lẽ thật cứu chuộc. Tôi thường nói rằng dù cho ông ấy có gọi tôi là quỷ sứ thì tôi vẫn xem trọng ông như một người đầy tớ đầy năng lực của Đức Chúa Trời. Nhưng
dù là một người tài đức hiếm có, ông ấy cũng đã mắc những sai lầm nghiêm trọng. Liệu ông ấy có học cách chế ngự cơn giận dữ khôn nguôi vốn chực chờ sục sôi ở mọi nơi? Những kẻ xu nịnh càng đem lại mối nguy hại hơn cho ông khi bản chất ông vốn tự nuông chiều bản thân. Kevin nhận ra rằng cả người đàn ông hay người phụ nữ vĩ đại nhất của Chúa cũng vẫn phải đấu tranh với tội lỗi tới cuối đời. Ông đã nhìn thấy sự lẫn lộn ấy trong Abraham, trong Moses, trong David, và cũng nhìn thấy điều đó trong Luther. Và chính bản thân Luther cũng nhận biết mình tội lỗi đến chừng nào. Chính như sự tự nhận biết về bản thân đã khiến phúc âm trở nên thật quý giá và đối với cá nhân ông. Bởi đó khi ma quỷ ném tội lỗi trước mặt bạn và tuyên bố rằng bạn đáng bị hư mất và xuống địa ngục, hãy nói với chúng: tôi thừa nhận rằng tôi đáng bị chết mất và xuống địa ngục. Thế thì sao? Tôi biết có một đấng đã chịu khổ và đã hy sinh thay cho tôi rồi. Đấng đó chính là Chúa Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời. Và Ngài ở đâu thì tôi cũng sẽ ở đó. Không gì có thể thuần hóa ngọn lửa từ lưỡi của Luther hoặc dập tắt phúc âm mà chính Luther đã thắp sáng lên.